Xin chào các bạn, mình là Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về giá lan can nhôm đúc hoa hồng cong là bao nhiêu. Thì ở đây là mình đang có một cái mẫu lan can hoa hồng cong cụ thể mà công ty Nhôm Đúc Nam Định đã thiết kế và sản xuất trong cái thời gian vừa qua. Cái sản phẩm này thì là chúng tôi đã hoàn thiện đúc làm nguội sơn và sáng mai là chúng tôi sẽ xuất đi Hải Phòng. Cái này thì có cái chiều cao ở đây là từ dưới mặt lên là 85 cm. Khi tất cả các sản phẩm của công ty Nhôm Đúc Nam Định mà hoàn thiện lên xe thì là đều được bọc ni lông để đảm bảo trong cái quá trình vận chuyển cũng như là lắp đặt nó không bị chảy xước cái phần sản phẩm. Còn ở phía bên cạnh đây là cái phần sản phẩm chúng tôi đã sơn xong và chúng tôi chưa có quấn cái phần ni lông. Thì tôi sẽ quay cái phần chưa quấn ni lông này để các bạn dễ hình dung về cái chi tiết họa tiết của sản phẩm hơn. Các bạn để ý những cái sản phẩm của công ty Nhôm Đúc Nam Định đều được sử dụng cái công nghệ đúc hút chân không của Nhật Bản để sản xuất, cho nên là các cái sản phẩm ở đây nó đều đạt được những cái độ nhẵn, độ mịn của sản phẩm. Các cái họa tiết nó chi tiết và sắc sảo. Phía bên cạnh đây là cái phần lan can thẳng. Cái này thì là cùng cái lô hàng của chúng tôi ngày mai xuất đi. Cái này thì cũng đã được bọc ni lông và hoàn thiện. Thông thường những cái lan can như thế này thì chúng tôi sẽ tính theo mét dài. Có nghĩa là cái chiều cao thì các bạn có thể lựa chọn 80, 85 hay là 90 hay là hơn hay là kém thì là chúng tôi đều tính theo cái định lượng là mét dài. Cứ đo mét dài ra thì mình sẽ nhân với giá thành thì sẽ ra cái tổng tiền của cái phần lan can nhà mình. Ở đây các cái sản phẩm của chúng tôi đều sử dụng cái phần sơn. Ở đây là sơn 6 lớp. Cái phần sơn nhũ đồng và lên màu đen. Cái màu ở đây thì các bạn cũng có thể chọn được theo ý của mình. Ví dụ có nhà thì chọn chỉ một màu đen không. Ở những cái sản phẩm mà có thiết kế tương tự như của Vinhome thiết kế thì hay lựa chọn những cái màu như là một màu đen không kết hợp với cái tường sơn màu trắng. Thì đấy là một cái phong cách của Vin và nhiều người cũng muốn làm theo cái phong cách đấy. Còn như cá nhân tôi thì thấy cái phần màu nhũ đồng lên cho lan can thì là nó vẫn đẹp hơn. Và thông thường những cái lan can như này thì chúng tôi bán với giá từ 3 cho đến 4 triệu trên 1 mét dài, tùy từng thời điểm.